Các bạn thấy trước rồi mấy cái xe ô tô con quá, xuống cao tốc quá trời luôn. Nó kiểm tra nồng độ cồn, tôi thấy gì chưa nữa mà. Tôi chiều là trên đây có giao thông. Oh no, đừng, đừng như thế. À đây nè. Đây nè, đây nè, nó tốc độ nè. Đây là chiếc xe đèo bảo lộc. Để tiếng ngắt luôn. S3 phải vượt xe trên đèo. Kiếp nạn thực sự. Xin em đừng. Lấy vali. Mình để em xe về về khách sạn. Ngày mai là ngày 27 tháng 4 thì mình sẽ có một cái tour đi Đà Lạt. Xe mình sử dụng sẽ là chiếc S3 này. Ở đây mình đã để sẵn là áo mưa, khẩu trang tại vì Đà Lạt hiện tại đang mưa. Rồi, và sẽ thêm một cái ba lô nhỏ để ở phần phía các chân nữa. Đồ còn lại thì tất cả mình sẽ gửi thành bưởi. Đi ra thành bưởi để gửi một cái vali với một cái ba lô. Ở trên đó chơi hơi lâu nên đem hơi nhiều đồ nha. Rồi bây giờ mình sẽ ra thành bưởi đây. Hẹn gặp các bạn ở thành bưởi. Và bây giờ là 4 giờ sáng. Mình sẽ bắt đầu lên khởi hành. Để coi thử từ đây lên Đà Lạt chạy với lại vận tốc 50-60 thì tầm mất bao nhiêu tiếng mình sẽ tới nha. Hôm nay là đi tránh nóng đúng nghĩa luôn á. Thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh sáng nay rất hầm. Ngồi đổ mồ hôi hột luôn. Ok, tạm biệt mọi người. Hello mấy bạn, quay trở lại với kênh vlog của mình. Bây giờ là 4 giờ 36 phút. Mình đang ra cái xăng điện phủ để đổ xăng. Sau đó thì sẽ tiến thẳng lên Đà Lạt tránh nóng. Thành phố Hồ Chí Minh nóng quá mọi người ơi. Sáng nay dậy 4 giờ sáng mà đổ mồ hôi hột luôn á. Cảm giác cái nó oi khó chịu luôn. Ok mấy bạn, mới đổ 130.000 tiền xăng nha. Đại bình. Giờ mình sẽ reset cái trip về. Ok, trip không luôn rồi. Lên được đi thôi, này cũng có mấy bạn đi hay sao nè, về quê đi, về chung chơi vui nè. Rồi như mấy bạn thấy ở trên vlog thì hôm nay mình đi S3 đi Đà Lạt. Thấy xe này thì mấy bạn cũng biết là nội dung vlog hôm nay chỉ là có chill và chạy thôi ha. Không có âm thanh, cũng không có tốc độ gì trên đây đâu. Do là cái dịp lễ á, do là dịp lễ mấy anh ra quân cũng đông. Nên là thôi mình đi S3 luôn, đi đúng tốc độ luôn. Chạy 50-60 đều đều thôi, từ từ cũng tới. Điểm dừng chân đầu tiên của mình là Đá Ba Chồng. Mình sẽ ghé đó để ăn sáng. Tiếp theo là sẽ lên Bảo Lộc để uống cà phê. Cái quán cũ, quán cà phê đen. Trên đường đi, hôm qua mình có đi ra thành bưởi, mình gửi đồ. Mình thấy gần hơn một nửa thành phố Hồ Chí Minh đã leo xe và lên Đà Lạt hết rồi. Mới đi ngang qua mình thấy cảnh tượng rất là hãi hùng. Giờ mình sẽ cho mấy bạn coi. Hơn nửa dân số thành phố Hồ Chí Minh đã đổ lên Đà Lạt. Đây. Đi tour chưa? Ủa giải tán tốt rồi. Hồi nãy đông lắm. Đi tour rồi. Không biết tối nay, trưa nay mình lên tới Đà Lạt không biết chảnh động không? Mình sẽ cập nhật tình hình cho các bạn coi. Các bạn thấy trước rồi, mấy cái xe ô tô con á, xuống cao tốc quá trời luôn. Này chắc đi... Này chắc là đi qua bên Nha Trang rồi. Cao tốc mới khai trường. Anh em mình đừng có ban ra ngoài phía bên ngoài lên xe hơi nha, tại vì mình thấy ở ngoài đó nó bắt hai đầu luôn á, chiều lên với lại chiều về vẫn bắt hết đó nha, mọi người đi cẩn thận. 3 phút đã tới Dầu Dây, tổng hành trình là 1 tiếng rưỡi.
giờ tụi mình kiếm gì ăn luôn, đói quá rồi, chắc không lết tới Đá Ba Chồng nổi đâu. Bây giờ đang ăn sáng, hủ tiếu và kho, nhà hủ tiếu, và tụi mình đã mới qua khỏi Dầu Dây xíu. Camera mấy bạn thấy không, giờ này còn mặt trăng luôn, mới sạc pin xong mọi người ơi, ăn no uống cà phê xong rồi giờ lên đường tới Đà Lạt nha, còn 300 cây nữa tới, dự kiến chắc 2 giờ trưa nay tới. Ok thôi mình đi ạ. Giờ thì mình hòa cùng mọi người về quê luôn, không phải quê mình nhưng mà mình về chung nha. Gần 7 giờ, nắng quá luôn á mọi người. Thì hôm nay mình mới mua cái mic và cái adapter cho GoPro. Cái mic mình đang sử dụng là cái mic của mic Rode Mic của HT Camera. Thì cái mic này là mình có coi chú vlog của chú May Triều Nguyên, thì mình thấy chú review cũng trông ngóng từng ngày để HT nó ra sản phẩm chính thức á, rồi mình mua trải nghiệm thử. Mấy bạn có coi vlog của mình thì cho mình xin review về chất lượng âm thanh của cái mic này nha. Qua địa phận Đồng Nai thì biết được cái mức độ dân cư đây, họ đông mà họ chạy xe cũng rất là nguy hiểm nha. Thì vô đây mọi người cứ chạy xe từ từ cẩn thận thôi. Mọi người đi xe nhỏ như vậy nè thì nó cũng có cái lợi. Thì khi mà mọi người vô mấy khu đông đúc như vậy, mọi người lách nó rất là dễ. Còn như mình đi MT á, xe nó lớn á mọi người, với lại nó ồn nữa, chạy ở trong mấy khu này cảm giác mình đang làm phiền người ta, với lại kiểu người ta bị hoảng á. Đang đi bình thường thì tiếng ù lên từ phía sau lên, người ta cũng không biết là mình lên từ hướng nào, người ta bị hoảng. Ma túy. Nó kiểm tra nồng độ cồn. Đổi tài mấy bạn ơi. Bạn mình đuối quá rồi. Bạn mình buồn ngủ quá rồi, giờ đổi tài cho bạn mình chạy để cho tỉnh táo. Thì anh thấy nó chặn. Ừ. Tao à, đang yên đang lành ngồi sau. Như mấy bạn thấy là mình đang tới Đèo Bảo Lộc và đây là chiếc xe Đèo Bảo Lộc. Không biết xe máy lon vô được không đây. Thực xe quá mọi người ơi. Hôm nay là trước lễ nha, hôm nay là 27 tháng 4 đó. Mọi năm là bình thường mình không có đi lễ đâu. Mình biết là đông lắm nhưng mà năm nay tại vì muốn trải nghiệm chiếc F3 đi Đà Lạt lễ. Cái này năm nay được nghỉ nhiều quá mọi người. 5 ngày. Lên thôi. Kẹt xe mệt xíu lên chỉnh nghỉ dưỡng chữa lành lại cũng được. Kẹt cứng ngắc luôn. Xe máy thì may ra còn có đường lòn chứ ô tô với xe lớn thì mình không biết đi sao. Không biết có vụ gì trên đây. Nóng nha mọi người chứ không có mát đâu á. Nóng chảy đổ lửa luôn á. F3 cứng ga 40.
có một chiếc xe tải này thôi đó mà kẹt nguyên hàng dài phía dưới. Ba leo đều 40, dặn cứng ga lần 40. Nãy bị hút kẹt xe mình lại sợ là đi bò với cái tốc thấp quá thì nó lại bị tuột nồi thôi chứ thì sợ là sợ tuột nồi thôi. Kiếp nạn vượt xe, đi Vespa phải vượt xe trên đèo. Kiếp nạn thiệt sự. Xin em đừng dặn cứng ga luôn á, có 40 à. Thấy gì chưa mà em đi xe zin nha, không dẫn à, em đi xe zin à. Không, ok, hôm nay tiếp tục vào quán cà phê đen ở Bảo Lộc nha. Giờ tụi mình mới cà phê xong, 11 giờ 4 phút tiếp tục lên đường lên Đà Lạt. Tụi mình nghỉ ngơi khoảng chừng 1 tiếng thì người nghỉ thì cho xe nghỉ luôn. Mấy cái xe nhỏ này, xe tay ga nữa đi đèo núi nhiều quá mình sợ nó nóng quá thôi thì cứ cho xe nghỉ rồi chạy tiếp. Đi tà tới 2 giờ vô khách sạn nhận phòng cũng được. Không gấp không vội. Đi chơi mà. Tới thu phí Liên Đầm rồi nha mọi người. Chỗ này đang hot rồi, không biết bữa nay có đứng không. Không rồi, trống thì trống rồi. Bình thường được. Cái bảng này dán thu phí tự động. Bình thường mấy cái xe của mình á, mấy cái xe mà mình đang sở hữu á, xe nào mình cũng rác đi Đà Lạt đi thử để trải nghiệm luôn. Chiếc xe tơ mình cũng có đi rồi. Xong rồi chiếc đúc 200 mình cũng có đi. Rồi con bên đúc giờ 310 mình cũng đi. Rồi tới xong mình mua con này nè. Sau khi mình bán con 310 là mình mua con Vespa. Nhưng mà chưa có đi tour xa với con Vespa à. Cảm giác không có tự tin khi mà chạy con này á. Rồi mình mua con MT9. MT9 thì đi nhiều lắm rồi. Giờ là mình thử thách luôn. Giờ lấy Vespa đi tour Đà Lạt luôn. Đi tour Vespa thì đừng, mọi người đừng kỳ vọng là xe mạnh không, xe chạy nói chung là nó đủ để mọi người chạy lên tới Đà Lạt. Với nhu cầu là chạy chiêu chiêu nha. Tại vì mình dặn cứng ga lên dốc thì cũng nè, như mọi người thấy nè, là chỉ có 40 mấy gần 50 rồi. Không có hơn nổi. Mình đi hai người. Đi thì chia chặn ra nghỉ. Tới Bảo Lộc nghỉ thì chặn cho xe nó nghỉ luôn. Mấy cái xe tay ga này cái nồi nó làm việc quá thì mình lại sợ nó nứt vượt phố nồi này nọ nữa lại họa. Thôi cứ đi chia nhỏ chặn ra mà nghỉ, dù gì thì 2 giờ cũng mới nhận phòng được mà. Mình mới nhận được tín hiệu từ các anh xe tải ngược chiều là trên đây có giao thông. Oh no, đừng như thế.
nữa. Một giờ 7 phút rồi tụi mình đã đến Đà Lạt. Ủa, đi đèo Rain. Thẳng. Ok. Hôm nay mình sẽ đi đèo Rain. Hồi bữa mình đi rồi, đi đèo Rain nó khai trương mình đi rồi, nhưng mà chưa có đi từ thành phố Hồ Chí Minh lên, giờ đi lại nè. Đèo Rain đi. Anh đèo Rain nha mọi người ơi, đèo Rain. Giờ mình sẽ đổi tài xế chở đèo Rain để mình ngồi sau. Mình kiếm góc nào mát mát mình tấp vô. Lòng về chị là dân địa phương ở đây, chị rất là sành sỏi. Lấy vali mình để xe về về khách sạn. Lên Đà Lạt thì khu vực quảng trường đã mở phố đi bộ, không có cho xe vô.